Chào tất cả anh em, mình là Tào Bá Độ. Hôm nay mình về Bắc Giang độ Kebo Akamovic giờ 1. Hàng cao cấp anh em nhé. Loại giờ 1 này thì có rất nhiều loại. Thì nói tóm lại là anh em phân biệt thì phải biết phân biệt thì mới biết là mình đang mua vào loại nào, thì nó rất nhiều tầm tiền. Cái con này cũng chỉ là tầm trung rồi thôi. Còn mình còn một con nữa, nó vừa mới ra, mình chưa làm clip test cho anh em xem. Con đấy 5-6 củ luôn cơ. Con đấy cực kỳ đắt. Mình đang quay ở đường anh em cảm nhé. Đấy, rất nhiều người đi lại. Đây mình quay ngay cho anh em xem. Bầu hơi ô tô tạo âm thanh siêu trầm ấm anh em nhé. Đó, anh em nhìn tổng thể dáng lên này. Đó, đây anh em nghe thử tiếng bô nhé. Đây em nhìn là mình ra mắc tua luôn mà không bao giờ còn tiếng xé nhá, nó không bị vỡ tiếng. Bầu ô tô tác dụng nó cực kỳ tốt luôn. Ok, cảm ơn tất cả em xem clip mình nhé.